뭐야 이 아줌마. 아! 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 야! 너 미쳤니? 돌았어? 이거 안 나와! 어! 그래? 내가 진짜 돌았나? 아, 내가 왜 이러지? 내가 누구예요? 다른 집 같았으면 너처럼 어디 단단히 고장난 며느리 이렇게 데리고 있지도 않아. 우리 성은이가 속도 좋지. 오이 trời, không hiểu sao bà lại như vậy nhỉ? Thế mới nơi. Chị nói được tiếng Việt à? Ừ. Sao lại nói được nhỉ? Tự dưng nghe được. Tự dưng nói được. Tốt quá trời trăng ơi, em nói thử xem. Chị em bất thời, có thật là chị đã thường sống như thế này không? Còn hơn thế chứ, chị bị giám sát sinh hoạt 24/24 giờ. Đến cả quần áo mặc trên người cũng chỉ được mặc những bộ đã được chọn sẵn. Bây giờ chính là thiên đường đó chị. Mọi người đều đối xử với chị rất tốt. Em lấy cái gì cơ? Đáng kêu cái điều, đã rồi.12月12号晚间10点到12点，《One Woman》双重人生。